Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý thiên chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, Nam Mạng kính mến. Minh được tử vi rất vui khi gặp lại quý vị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Để giúp cho quý thiên chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, Nam Mạng biết được những điều quý thiên chủ cần phải làm tốt hơn và những điều quý thiên chủ cần phải tránh để trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây, đốn cát, xua hung, lộ trình may mắn, công việc hanh thông, tài lộc như ý, sức khỏe bình an. Và nếu như quý thiên chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, Nam Mạng biết được cơ mệnh này thì sự nghiệp, tài lộc của quý thiên chủ có thể lội ngược dòng mà thăng hoa rực rỡ, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà, không những trả sạch nợ nần mà còn phất lên làm đại gia, thiên hạ ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ, cuộc sống hàng ngày dư dả tiền tiêu. Vậy vận trình cụ thể của quý thiên chủ tuổi Đinh Tỵ Nam Mạng trong năm Giáp Thìn 2024 diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý thiên chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, là 48 tuổi âm lịch và 47 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của người tuổi này là đinh, ngũ hành thuộc hỏa, gặp năm Giáp Thìn có thiên can giáp, ngũ hành thuộc mộc là bình hòa. Xem tử vi năm 2024 Đinh Tỵ cho thấy, trong năm công việc kinh doanh làm ăn của chủ mệnh, không kỳ vọng có sự khởi sắc, nhiều khả năng không được kết quả như mong muốn. Ngũ hành của thiên can Giáp Thìn có mối quan hệ tương sinh với ngũ hành thiên can đinh, nên người tuổi này sẽ có tin vui về thay đổi nơi ăn, trốn ở trong năm và cũng có thể là tin vui về công việc của bản thân. Xét về địa chi. Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2024 cho thấy, địa chi Tỵ của người tuổi này gặp năm địa chi là Thìn, thể hiện mối quan hệ chủ về bình hòa. Trong năm Giáp Thìn, người tuổi này công việc làm ăn duy trì như cũ, không có nhiều thay đổi, gia đạo dự báo đưa tới những chuyện vui. Ngũ hành địa chi của tuổi là Hỏa gặp năm địa chi Thổ, có quan hệ tương sinh. Theo đó, chủ mệnh trong năm Giáp Thìn có nhiều khả năng có sự tính toán, công việc đưa tới những sự định thay đổi. Xét về ngũ hành. Những người sinh năm này có bản mệnh Thổ, gặp năm có bản mệnh Hỏa, là tương ứng quan hệ chủ về tương sinh, rất tốt. Luận tử vi, người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 trong năm Giáp Thìn cho thấy, người bản mệnh Thổ cuộc sống đón nhận tin vui may mắn, tiền bạc xuất cho làm ăn hay đầu tư kinh doanh, đều chủ thu về được lợi. Với mưu cầu có liên quan đến danh vọng trong năm nay được như ý muốn, đối với dự định xuất hành đi xa, làm ăn được quý nhân giúp đỡ, nên người bản mệnh Thổ gặp nhiều điều thuận lợi và kết quả thuận ý. Xét về cung phi. Luận tử vi năm 2024 tuổi Đinh Tỵ Nam Mạng cho thấy cung phi tuổi này cung khôn Thổ, gặp năm 2024 Giáp Thìn cung phi chấn mộc, chủ về họa hại. Theo đó, trong năm 2024 người tuổi này cuộc sống không có nhiều may mắn, cùng với đó là thị phi đưa tới. Quan hệ về ngũ hành mộc cung phi năm tương khắc với hành thổ của ngũ hành cung phi tuổi, vì thế bản thân phải tự cố gắng và không hy vọng có sự giúp đỡ. Công việc nếu thay đổi trong năm chủ về không tốt. Xét về vận niên. Bước sang năm 2024, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ có vận niên, thử quy điền, tốt. Vận niên thử quy điền tượng trưng cho hình ảnh con chuột trở về đồng là vận niên có ý nghĩa tốt. Đối với người gặp vận niên này thì nên tiếp tục công việc hoặc môi trường cũ, sẽ đón được lợi tức tốt và tinh thần cũng được an vui. Luận giải tử vi tuổi Đinh Tỵ trong năm 2024 cho thấy, năm này may mắn đưa tới một cách bất ngờ, người xung quanh tin tưởng hợp tác và được quý nhân giúp đỡ trong nhiều công việc, dự định đầu tư kinh doanh được kết quả tốt đẹp, gặp được nhiều người bạn tốt và trong năm có thể đón tin vui hỷ sự. Xét về tứ trụ. Thiên hòa địa hòa, năm 2024, phương diện công việc làm ăn của tuổi Đinh Tỵ Nam Mạng tuy không có sự thay đổi nhiều, nhưng lại gặp và nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân.
Xét mối quan hệ giữa can chi, ngũ hành, tứ trụ cho thấy quý anh tuổi Đinh Tỵ bước sang năm Giáp Thìn 2024 có vận trình hung cát đan xen, đón khá nhiều cơ hội nhưng tương đối vất vả, cần đề phòng tiểu nhân quấy phá. Số có quý nhân, có may mắn, phải nỗ lực nhiều mới đạt được điều mình mong muốn. Nếu có kế hoạch đầu tư tiền bạc, chủ mệnh cũng cần phải đề cao cẩn thận. Ngoài ra, sức khỏe không được tốt lắm, có thể gặp phải các vấn đề liên quan đến máu hay bệnh về tay chân. Sao chiếu mệnh, trong năm 2024, quý anh tuổi Đinh Tỵ bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao này là một phước lộc tinh, mang đến nhiều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Cần kiêng kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Ngoài ra, sao này chiếu mệnh, không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông, qua đò, giữ gìn lời nói. Vận hạn, hạn thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Tuyệt đối không tắm khuya, có nguy cơ bị cảm rất nguy hại tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo, thị phi. Xét về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý anh tuổi Đinh Tỵ, trong năm 2024, có vận trình sự nghiệp hung cát đan xen, là một năm có tốt có xấu, nhưng cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Quý anh tuổi Đinh Tỵ với khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, quý anh càng lạc quan thì sự nghiệp càng phát triển trong năm nay. Đặc biệt, trong năm nay, quý anh tuổi Đinh Tỵ sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp. Quý anh không ngừng phấn đấu, nỗ lực. Chỉ cần quyết tâm thì khó khăn nào cũng vượt qua, khúc mắc nào cũng được giải quyết, quý anh cũng sẽ có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp trong năm này, mặc dù khởi sự ban đầu có gặp chút khó khăn, nhưng tới đâu cũng có quý nhân phù trợ, vì thế mà đi tới kết quả cuối cùng là cát lợi. Nếu quý anh khởi nghiệp về kinh doanh, buôn bán, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm này, chậm nhưng chắc chắn, sẽ mang lại hiệu quả cao cho quý anh. Tuy nhiên, đối với các quý anh tuổi Đinh Tỵ trong năm này cũng gặp không ít áp lực do hung tinh thiên khốc quấy phá. Sự ràng buộc của hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực về tinh thần, tâm tính bất an hay cãi vã, xích mích, kiện tụng, thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng có thể dẫn tới tù tội. Một điều đáng lưu ý là trong năm quý anh tuổi Đinh Tỵ đang bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh, việc kinh doanh buôn bán nên biết kiêng kỵ sông nước, đường thủy sẽ tốt hơn. Nói chung, sự nghiệp của quý anh tuổi Đinh Tỵ trong năm này cũng đã tạo dựng được thành tựu nhất định, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra, công việc có được sự bình ổn, làm đến đâu hưởng đến đó. Nếu muốn có được sự đột phá, thì quý anh phải quyết tâm, nỗ lực hơn gấp nhiều lần, đức năng thắng số, kiên trì thì sớm muộn gì cũng đến đích. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Đinh Tỵ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ Dậu Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý anh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, về cơ bản vận trình tài lộc trong năm ít bị tác động bởi các hung tinh, nhưng cũng không có nhiều cát tinh trợ mệnh, nên quý anh cần phải cố gắng để đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp, công việc, điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của quý anh được khởi sắc. Tài lộc của quý anh tuổi Đinh Tỵ trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy, nên quý anh có nguồn thu nhập ổn định. Thậm chí với quý anh có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ lãnh đạo công ty. Năm này, nguồn thu nhập của quý anh tuổi Đinh Tỵ vẫn chủ yếu đến từ công việc chính, công việc nghề tay trái hay công việc làm thêm cũng có nhưng không nhiều. Những người làm kinh doanh, buôn bán nên cải thiện bản thân, chịu khó đổi mới trong năm nay, mở rộng thị trường và phấn đấu để tăng thu nhập tổng thể, điều này sẽ giúp cho quý anh có một năm tài lộc thu về đáng kể. Chớ nên tham lam, mạo hiểm đầu tư tiền bạc ở các lĩnh vực mình chưa hiểu biết nhiều, tránh tình trạng tiền bạc đội nón ra đi. Trong năm này quý anh tuổi Đinh Tỵ, dù kiếm được khá nhiều tiền bạc, nhưng vẫn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình và chi tiêu cho những việc phát sinh khác. Quý anh cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý để bảo toàn tài sản cá nhân không bị thất thoát. Ở độ tuổi trung niên, quý anh nên biết ổn định sẽ tốt hơn,
cần tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn. Khoảng thời gian đầu năm dễ hao tốn tiền của do sự ảnh hưởng của hung tinh, nhưng cuối năm làm ăn được thuận lợi hơn, tài lộc được cải thiện đáng kể. Xét về phương diện tình cảm của quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình tình cảm của quý anh tuổi Đinh Tỵ ở mức bình thường. Trong cuộc sống hôn nhân, gia đình có thể xảy ra một số xích mích, mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau và chủ động ngồi xuống chia sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Dù công việc bận rộn đến đâu, nhưng quý anh cũng nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái, phụ giúp vợ việc nhà và thường xuyên hâm nóng tình cảm gia đình. Có như vậy, gia đạo mới được hòa thuận, êm ấm, đừng vì công việc hay nơi khác mà bỏ bê bạn đời của mình. Đối với những quý anh đang độc thân, vẫn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, kết giao với nhiều người khác phái. Nếu tìm được người mà mình yêu, thì đừng ngại chủ động theo đuổi đối phương, cơ hội nên duyên đôi lứa cũng rất khả quan. Xét về phương diện sức khỏe của quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi cho thấy, quý anh tuổi Đinh Tỵ, trong năm Giáp Thìn 2024 thì sức khỏe đang có dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Sự tác động của hạn thiên tinh làm cho sức khỏe của quý anh yếu đi trông thấy, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, tang môn, thiên không, quý anh có dấu hiệu lao lực, quý anh thường cảm thấy mệt mỏi, thể lực bị suy giảm, thiếu hăng hái trong cuộc sống, quý anh cần phải cẩn thận hơn. Đừng để sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Trong năm này, về vấn đề sức khỏe, quý anh tuổi Đinh Tỵ cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan khinh suất. Nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế mua những đồ ăn chế biến sẵn, hạn chế ăn những đồ cay nóng. Nên mua những thức ăn đảm bảo an toàn thực phẩm, xuất xứ rõ ràng để không gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, quý anh tuổi Đinh Tỵ cần thường xuyên rèn luyện sức khỏe, có chế độ sinh hoạt phù hợp đồng thời loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và giữ một tâm thế lạc quan, yêu đời. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Đinh Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Đinh Tỵ, nam mạng, nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Nếu khởi hành vào thời điểm hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang về nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Đinh Tỵ. Giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Đinh Tỵ. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ 3, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Đinh Tỵ, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Đinh Tỵ. Xuất hành theo hướng Chính Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nam mạng,
trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Đinh Tỵ, điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới xông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý anh nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi xông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Giáp Tuất, sinh năm 1994, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Quý Dậu, sinh năm 1993, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh. Ất Sửu, sinh năm 1985, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh. Kỷ Sửu, sinh năm 2009, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Đinh Dậu, sinh năm 2017, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh bình hòa. Quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không. Tam Tai năm 2024. Quý anh tuổi Đinh Tỵ gặp Tam Tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Năm này là năm Thìn, quý anh sẽ không phạm Tam Tai. Hạn Hoang Ốc năm 2024. Quý anh tuổi Đinh Tỵ trong năm này sẽ phạm Hoang Ốc, Lục Hoang Ốc, đây cũng là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành, công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Kim Lâu năm 2024. Quý anh tuổi Đinh Tỵ phạm Kim Lâu thê, nếu gia chủ làm nhà sẽ mang tai họa tới vợ. Nếu gia chủ là người độc thân, quá vợ thì không sợ Kim Lâu thê. Thái Tuế năm 2024, quý anh không phạm Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên tinh và sao thủy diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên tinh đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi kiện cáo, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột, hệ tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe. Khi gặp hạn thiên tinh làm sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo. Người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã, xích mích, kiện tụng thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn rầu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên tinh đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Thứ nhất, về sức khỏe, những ai gặp sao thiên tinh cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng, những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật, luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, bạn nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu, còn gọi là thủy tinh, là một phước lộc tinh chiếu mệnh, sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui,
tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao thủy diệu là phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8, chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao thủy diệu là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao thủy diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao thủy diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch hàng tháng, hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, quý anh tuổi Đinh Tỵ được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, nhiệt huyết của những người tuổi Đinh Tỵ tương đối cao trong tháng này. Bất kể đối với quý anh làm gì trong cuộc sống, đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn, vận trình tài lộc tương đối lạc quan. Tháng này là tháng đầu năm mới, lại là tháng xung của tuổi bổn mạng, quý anh tuổi Đinh Tỵ khó tránh khỏi được những cuộc vui ăn nhậu. Với bạn bè, người thân, quý anh nên chú ý hơn về chế độ ăn uống, hạn chế rượu bia, các bệnh về dạ dày, đường ruột có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang tháng 2 âm lịch, quý anh tuổi Đinh Tỵ dễ gặp rắc rối trong quan hệ giữa các cá nhân, nên cẩn thận hơn trong việc hòa hợp với sếp và đồng nghiệp. Khi sức mạnh của hàm chi tiếp tục ảnh hưởng làm cho tình yêu, hôn nhân có nhiều dấu hiệu không tốt, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn khiến cho không khí gia đình nặng nề, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới con cái của mình. Ngoài ra, về phương diện tình cảm không tốt lắm, gia đình có sự bất hòa, xích mích. Quý anh nên biết cách kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, nên lắng nghe và trao đổi cởi mở hơn với nửa kia, điều này sẽ giúp hóa giải được những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của hai người. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình của quý anh tuổi Đinh Tỵ có nhiều khởi sắc rõ rệt hơn hẳn so với tháng trước kia, bạn có sự đồng hành từ quý nhân. Mọi việc trở nên suôn sẻ nhẹ nhàng hơn, tranh thủ thời điểm này, bạn có thể xúc tiến các kế hoạch quan trọng hoặc lên dự định cho chặng đường sắp tới. Cơ hội thăng tiến cũng sẽ mở ra với những người vẫn luôn nỗ lực chăm chỉ. Tháng này cũng nhắc nhở quý anh tuổi Đinh Tỵ chú ý các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về đường tiêu hóa, dạ dày, dị ứng, sức khỏe cần quan tâm kịp thời để tránh hệ lụy về sau. Bệnh chỉ sự đau yếu, bệnh tật, cho thấy bản mệnh đang cảm thấy buồn rầu vì bệnh tật, bạn cần suy nghĩ lạc quan nên mới tìm ra được cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang tháng 4 âm lịch, quý anh tuổi Đinh Tỵ đang có điềm báo, việc kinh doanh buôn bán nên cẩn thận không nên đi bằng đường sông, đường thủy, kẻo lại gặp họa do thủy diệu tinh quân gây ra. Trong tháng này, do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tinh thần không được lý tưởng cho lắm, chú ý về ăn uống nên đề phòng các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Sức khỏe kém làm cho quý anh tuổi Đinh Tỵ dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc và tài vận của có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi bị ảnh hưởng bởi trạng thái này. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Sang tháng 5 âm lịch, quý anh tuổi Đinh Tỵ có vận trình không mấy khả quan, vận may chưa tới, lại đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Trong tháng này, không tốt cho các mối quan hệ xã giao hay ký kết hợp đồng quan trọng, dễ xảy ra những điều không như ý, gây xích mích, tranh cãi, thậm chí là kiện cáo, liên quan tới pháp luật. Sức khỏe không tốt, quý anh cần chú ý làm việc và nghỉ ngơi điều độ hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977.
Với quý anh tuổi Đinh Tỵ bước sang tháng 6 âm lịch, cũng có vận trình tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp, nên chuẩn bị từ nhiều góc độ và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc, không nên tiến hành các việc lớn lao rất dễ thất bại. Công việc kinh doanh buôn bán chậm chạp, từ đó cũng ảnh hưởng đến nguồn thu tài lộc không tốt. Về phương diện tình cảm trong tháng này của quý anh tuổi Đinh Tỵ cũng cần chú ý, tránh chút giận lên nửa kia, lắng nghe và chia sẻ để cả hai cũng tìm cách giải quyết những khúc mắc đang tồn tại giữa hai người. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Sang tháng 7 âm lịch, dù là tháng cô hồn, nhưng quý anh tuổi Đinh Tỵ có được sự trợ giúp của các tinh thanh long, quý anh sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền, tài lộc tương đối tốt. Dù là vận khí tốt nhưng chưa thực sự ổn định, vẫn cần chi tiêu tiết kiệm, tránh lãng phí. Đối với những người kinh doanh buôn bán rất dễ phát đạt, dù có bận rộn, nhưng quý anh tương đối hài lòng với nguồn thu hàng ngày của mình. Những người làm công ăn lương có một tháng suôn sẻ, công việc trôi chảy, cấp trên tin tưởng cấp dưới nể trọng, tài lộc ổn định. Tuy nhiên, quý anh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên đến những nơi sông nước, những nơi có nhiều âm khí, kẻo gặp họa khó lường nguy hiểm đến bản thân. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý anh tuổi Đinh Tỵ có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Thần tài tọa mệnh, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong tháng này. Được tam hợp trợ mệnh, với những thử thách trong công việc được cấp trên giao phó, quý anh đã thể hiện rất tốt cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm trong xử lý công việc. Cấp trên đã mở ra nhiều cơ hội để cho quý anh có thể gia tăng thêm thu nhập cho mình. Tuy nhiên, mặc dù tài lộc tháng này tương đối tốt, nhưng quý anh cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày, nếu không cũng rất dễ hao tài. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Với quý anh tuổi Đinh Tỵ trong tháng này đang có điềm báo, công việc có thể sẽ gặp phải chút rắc rối, khối lượng công việc tăng cao, đồng thời phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc, điều này làm cho quý anh có cảm giác khó chịu. Ngoài ra, tháng này dễ xảy ra xung đột lợi ích với người khác, đối phương có khả năng là người thân hoặc bạn bè. Cho nên, quý anh trong tháng này cần đặc biệt chú ý, kiềm chế về cảm xúc, cần phải xử lý đúng mực, tránh làm ảnh hưởng xấu đến vận trình tổng thể cả năm. Ngoài ra, quý anh cũng nên chú ý về thân thể, dễ gặp tai nạn xe cộ, té ngã. Đừng lái xe khi đang say rượu hoặc khi đang mệt mỏi. Khi ngồi trên xe, hãy thắt dây an toàn và hạn chế nói chuyện với tài xế. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Về vận trình tài lộc của quý anh tuổi Đinh Tỵ trong tháng 10 khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, vì thế công việc cũng tương đối dễ dàng. Quý anh có nhiều thời gian hơn để chăm chút bản thân và đồng hành cùng gia đình. Tình cảm trong tháng này rất tốt. Các cát tinh Thiên Hỷ, Thiên Phúc, Hồng Loan cùng xuất hiện. Thông qua giao tiếp hàng ngày, quý anh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Nhiều quý anh còn độc thân, có cơ hội gặp được một nửa của mình, đào hoa khởi vượng, quý anh cũng nên biết nắm bắt cơ hội để thoát kiếp độc thân. Những người kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi, dù có vất vả đôi chút, nhưng lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao không ngừng đầy lên. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tài lộc của quý anh tuổi Đinh Tỵ đang có điềm báo sẽ sa sút hơn trong tháng này. Tháng này quý anh đang bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số người có thể bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Việc này cũng đòi hỏi quý anh phải chi tiêu khá nhiều, vì thế mà có thể sẽ gặp một số rắc rối về tài chính do quá tay chi phí trong tháng này. Tài chính suy giảm cũng có thể là vì bạn thường xuyên phải tiêu pha cho các hoạt động xảy ra trong công việc, trong cuộc sống, nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn cần phải sử dụng tiền bạc. Vận khí chưa ổn định, quý anh tuổi Đinh Tỵ nên biết cách sử dụng tài chính hợp lý, thời điểm này không thích hợp cho đầu tư tài chính, chứng khoán hay chung vốn làm ăn, mức độ rủi ro rất cao, quý anh nên tỉnh táo để tránh sự dụ dỗ của người khác. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Khác hẳn so với tháng trước, vận trình tháng chạp của quý anh tuổi Đinh Tỵ có nhiều khởi sắc, khối lượng công việc của quý anh tuổi Đinh Tỵ trong tháng này tăng lên đáng kể. Dù gặp không ít áp lực, nhưng mọi công việc đều có dấu hiệu tích cực, lạc quan, cho kết quả tốt, quý anh có thể yên tâm hơn. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan. Nhìn chung,
thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý anh cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính của mình. Tuy vậy, quý anh tuổi Đinh Tỵ nên chú ý khi mua sắm đồ Tết, không nên quá xa hoa, lãng phí, cần phải có kế hoạch quản lý về tài chính hợp lý hơn, nếu không có thể làm suy yếu tài vận của bản thân. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.